Dạ em xin phép chào chị nhé. Chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là chị tên là gì và đến từ đâu? Chị á. Em tên tên Chiểu, tới từ Ninh Thuận. Chị Triệu ha. Là chị mới ở Ninh Thuận, chị về Bình Dương luôn đúng không? Hôm nay chị về Bình Dương nhờ giúp đỡ gì đây? Em về đây để nhờ anh Hải giúp tìm con. Tìm con. Con chị tên là gì? Con em tên Hứa Minh Thảo Nguyên. Chị nói lớn lên giúp em xíu nào. Con em tên Hứa Minh Thảo Nguyên. Hứa Minh Thảo Nguyên. Bé nay nhiêu tuổi rồi chị? 16 tuổi. 16 tuổi. Chị có thể chia sẻ cái sự việc con nhà mình bỏ đi như thế nào cho tất cả cô chú anh chị được biết? Cuối tháng 11 là bé đi vô Sài Gòn làm ở quận 12. Rồi tới tháng 1 bé có gửi tiền về quê cho mẹ 3 triệu. Nhưng từ ngày 7 tháng 1 tới đây là không có liên lạc được với con nữa. Tháng 1 là tháng 1 Tây hay là tháng 1 âm? Tháng 1 Tây. Và hiện tại bây giờ đã là ngày 14 tháng 3 rồi. Vậy là Tết vừa rồi đâu có ăn Tết ở nhà. Tết không có về. Con nhà mình là 16 tuổi hả? Trời đất ơi. Ủa sao đi làm sớm hả? Bé nó tự đi làm, nó tự trốn đi làm, em đâu có cho đi làm đâu. Tự trốn đi làm. Theo bạn bè đi làm rồi. Ôi trời đất ơi. Con nhà mình nghỉ học lâu chưa? Mới học hết lớp 9 rồi nghỉ. Sao nghỉ? Nó không chịu đi học. Nhà mình đông con không? Em có 3 đứa. Bé này là con thứ mấy trong gia đình? Con thứ hai. Hôm nay là chị về đây có mình hả? Có mình em. Ông xã đâu? Ông xã em không có ở nhà, đi làm. Đi làm rồi hả? Vậy là con cho tới thời điểm này là được được à, cụ thể là được hơn 2 tháng là mình không liên lạc được đúng không hay sao? Trước kia đi làm là con mình có biết được là con đi làm với ai không? Có, nó đi làm với bạn bè nó ở quận 12 làm quán cơm. Đầu tiên khi mà bước chân từ Ninh Thuận đi là con đi làm quán cơm ở quận 12. Lúc đó thì gia đình nhà mình biết đúng không? Lúc đó em biết. Mình có đến chỗ con làm chưa? Chưa, em chưa có tới chỗ làm. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó con nó có liên lạc, có nhắn tin, rồi cũng hàng ngày cũng hỏi thăm, mà từ ngày 7 tháng 1 là xong gửi tiền xong nhưng mà vẫn liên lạc được. Liên lạc bằng cách nhắn tin thôi. Nhắn tin thì nó trả lời nhưng mà gọi thì nó không có bắt máy. Cho tới bây giờ, tới ngày 29 là em nhắn tin nó còn trả lời. 29 tháng 2 là nhắn tin còn trả lời, nhưng mà qua ngày 29 tới bữa nay nữa là em không có nhận được tin nhắn của em nữa. Xong em mới nghe thằng em nó cũng chung làng, mà em nó cũng đi chung với con em, nên nó báo là con em có đi chung với con bé nhà nó Ở Ninh Thuận phải không? ở Ninh Thuận. Có phải hai anh em mà ngày hôm qua về đây không? Đúng rồi. Ôi trời đất ơi, rồi xong. Hai anh em người dân tộc Chăm. Đúng rồi. Chị là người dân tộc Chăm luôn hả? Em cũng dân tộc Chăm. Là mình ở chung xóm hả? Chung xóm. Ô trời ơi. Hai bé học chung với nhau. Vậy là con nhà mình đi cùng ngày, cùng đợt với lại bé bé của hai anh em ngày hôm qua. Không, bé kia nó đi trước. Bé kia đi từ tháng 9. Còn bé nhà em thì đi từ tháng 11. Bé kia là mười mấy tuổi chị biết không? Nó cùng tuổi với nhau. 15, 16 tuổi đúng không? Dạ. Trời ơi. Vậy là sao hôm qua chị không về cùng luôn với anh em nhà kia? Hôm qua hai anh em nhà kia là ở trong này, ở trong Sài Gòn này, là hai anh em đó qua đây luôn, không không có kêu chị, mà chị lúc đó ở quê. Xong nó mới báo chị là chị mới lên tối hôm qua. Nhưng mà sao mà chị biết được rằng là con gái nhà mình đi làm chung với lại bé đó? Có con bé kia nữa nó làm chung, mà con bé kia nó về nhà trước và nó thông báo cho chị nên chị mới biết. Mình có thêm cái thông tin gì khác hơn không? Bữa giờ có ai gọi điện hay báo tin gì không? Không có, em chỉ nghe từ từ hai anh em nhà nhà con bé trước đó. Vậy cái video lúc nãy chị cho xem là sao? Video đó là thằng thằng anh của nó gửi qua.
Vậy là tới giờ phút này là con nhà mình đang đi chung cùng với bé hôm qua và chưa biết ở đâu đúng không? Mình có nghi ngờ con nhà mình đang ở khu vực nào không? Không, em cũng không biết luôn. Tại vì con bé kia người ta mới cho điện thoại về, còn con bé em thì không có thấy mặt luôn, từ Bé tối nào điện thoại về? bé Uy á. Bé hôm qua đúng không? Dạ, Điện thoại về với ai? điện về cho anh nó, Điện thoại về nói hay sao? nói là nó đang ở Bình Dương Bến Cá, Phải không? nó nói như thế nhưng mà không có biết chính xác được. Lúc thì nó nhắn tin với người khác là nó ở Quảng Ngãi, lúc thì nó nói là ở Bình Dương, nhưng mà thông tin đó không có chính xác. Nhắn tin hay là gọi điện? Nó gọi Gọi video hay là gọi gọi? gọi video á, Gọi lâu chưa chị? gọi tối hôm kia. Ô tôm kia sao hôm qua hai anh em về đây lại không cung cấp cái thông tin đó cho anh em? Em cũng không có rõ nữa. Cái này đang còn mập mờ ha. Hai anh em kia chắc cũng tại anh không có hỏi tới nên không có cung cấp. Có đâu, hôm qua đã bảo là có cái thông tin tin tức gì là cung cấp hết cho anh em để anh em nắm bắt được để dễ đi tìm. Là em mới biết video này là hôm qua, Rồi, cảm ơn sáng chị. hôm qua. Tí là chị có thể gửi cái video đó cho anh em nhá, để anh em có thêm cái thông tin để anh em đi tìm cho dễ hơn. Vậy là con đi làm mấy tháng trời và có gửi tiền về. Nhưng mà sau đó thì con lại đi làm công việc khác. Theo như chị, bây giờ con mình làm những cái công việc mà hiện tại mà chị được biết á, là công việc đó như thế nào? Công việc đó chắc em nghĩ nó không có đơn giản như như công việc làm trước kia. Chị có sợ rằng con gái mình hiện tại đang bị ép buộc làm những công việc không lành mạnh không? Dạ có, em Sợ khẳng không? định như thế. Chắc Hình như con gái nhà mình có sỏ bông mũi hay gì phải không? dạ Bé dễ thương không? Bé ngoài dễ thương như vậy không? có, mắt nó lanh lắm, nhưng mà tại nó nghe theo bạn bè nó đi chơi á, bạn nó cũng sợ như vậy nên nó mới bắt chước. Sợ mới có cách đây có 1 2 tháng nay thôi, từ tháng 1 á, lúc người ta cho tiền nó đó là nó có tiền ở nó đi làm. Khổ quá, khổ rồi. Ở xóm nó nhiều người đi không chị? Ở làng chị á? Có đi chung với nó là 6 đứa, Trời 6 đứa ơi. học học chung với nó nhưng mà người ta về hết. 6 đứa con gái. 6 đứa con gái Về mấy đứa rồi? về được 4 đứa. Mình có đến những nhà bạn đó mình hỏi chưa? Có vẫn liên lạc được, Vẫn lạc với con mình được. Vậy là bốn bạn kia thì về được, mà lại con gái nhà mình không về. Lý do là con gái nhà mình không muốn về hay như thế nào? con nhà em thì bị người ta lừa đi bán. Bạn... còn mấy bạn kia? Mấy bạn kia thì lúc đầu vô làm chỗ đó là người ta làm xong là người ta về nghỉ Tết, là người ta nghỉ Là luôn, làm quán cơm hả? làm quán cơm. À, tức là khi mà đi chung là đi chung 6 người nhưng mà vào làm một quán cơm ở Sài Gòn đúng không? Phụ quán cơm đúng không chị? Nhưng mà bốn bạn kia thì về ăn Tết. Và con nhà mình thì có thể là bị cám dỗ, bị dụ dỗ những công việc khác lương cao hơn đúng không? Hôm qua em được biết rằng là hai người anh, một người anh rể cũng như là một người anh ruột về có chia sẻ rằng là có một người phụ nữ nhắn tin qua Messenger cho cái bạn là cái em gái hôm qua là nói là 1 tháng 15 triệu. Và tới giờ phút này có khả năng là con nhà mình cũng bị những cái đồng tiền đó nó làm cho cuốn u mê rồi, có thể bị dụ rồi. Bởi vì tuổi trẻ mà các bé này tuổi đời rất nhỏ, chưa biết va chạm ở ngoài, chỉ nghe nói tiền nhiều là thích rồi, đúng không? Nhưng mà sao gia đình nhà mình trước kia đừng có cho đi làm xa. Em không cho, nhưng mà nó ham đi làm, nó kêu là để nó đi làm để nó kiếm tiền, nó lớn rồi nó kêu nó đi làm nó tự lo cho bản thân nó. Lớn gì đâu, mới có 15, 16 tuổi Nó mà nói lớn theo gì. nó thôi chứ mình cũng đâu muốn cho nó đi làm đâu, mà tự nó trốn đi làm. Đúng ra như thế này nè, cái lần mà lúc bé gửi tiền về á thì mình động viên hoặc mình tới cái Có chỗ làm của bé để mình đưa bé về luôn, đó là hợp lý nhất. em lúc đó em nói đi về, đi về cùng mẹ đi, em có nhắn tin rồi gọi điện cho nó, nói về cùng mẹ đi về Tết, xong rồi rồi ở nhà còn làm đám giỗ ông có, xong xong rồi con mới lên lại cũng được dụ nó để nó về đó, Nó không chịu nhưng về ha. nó không chịu về.
mấy lần đám cưới cũng nói con về đám cưới anh luôn. Giờ xong về xong rồi mẹ đưa lên làm lại là bắt đầu dụ nó về để nó ở nhà luôn á, mà dụ nó không về nhiều lần lắm. Bây giờ thì chưa biết con ở đâu, làm gì, như thế nào. Và cái chiều hướng chị đang nghĩ rằng con nhà mình sẽ làm những công việc nhạy cảm nó rất là nhiều, đúng không ạ? Chị đang lo lắng, đúng không ạ? Trên cái video này chị có điều gì chị muốn tâm sự với con gái của chị? Hy vọng con gái của chị sớm xem được để quay trở về một cách an toàn nhất. Chị nói đi. Mình gọi tên con để mình nói đi chị. Em chỉ muốn Nguyên nó quay về với gia đình để ở nhà phụ giúp mẹ ở công việc ở nhà trông em để cho mẹ đi làm kiếm tiền thôi. Nguyên có nghe thấy mẹ nói thì quay về với mẹ nha. Mẹ ở nhà lo lắm con. Khổ lắm cô chú anh chị ạ. Thật sự trong những ngày qua cái tình trạng các bé tuổi đời còn rất nhỏ bỏ đi rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Một phần là vì lý do gia đình khó khăn, một phần là vì chơi các trang mạng xã hội rồi bị ảnh hưởng, bị cám dỗ, bị lôi kéo nên các bé tự động bỏ nhà đi, trốn nhà đi rất nhiều. Và đặc biệt rằng những bé nữ đi thì anh em rất lo lắng, bởi vì là khi bé nữ đi thì rất dễ bị những đối tượng xấu dụ dỗ làm những công việc nhạy cảm, công việc vi phạm pháp luật. Anh em đã chia sẻ rất nhiều và tuyên truyền rất nhiều tới tất cả các quý bậc phụ huynh rất là nhiều rồi, nhưng không hiểu sao thì cái tình trạng các bé đi ngày một càng nhiều. Đó là cái điều mà rất đáng buồn và rất đáng tiếc. Nên em rất hy vọng rằng cái video này, rất mong các cô chú anh chị, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ có con em độ tuổi dưới 16 tuổi, dưới 17 tuổi, mình phải tuyên truyền cho các con em mình nhiều hơn nữa để các con em mình né tránh được, tránh các cái trường hợp mà các con em mình bị dụ dỗ để rồi những đối tượng xấu gây ra những cái hậu quả ảnh hưởng tới tinh thần cũng như là thể xác của các bé, thì cái điều đó là cái điều rất đáng buồn. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi, chị muốn nhờ cậy tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Cộng đồng mạng chia sẻ giùm em để em nhanh chóng tìm được con gái. Gia đình nhà mình cái điều kiện kinh tế như thế nào? Nhà em thì khó khăn, em cũng không có. Các con của chị có được học hành, có được ai học hành hết lớp 12 không? Dạ, bé lớn. Nhà em vì khó khăn quá nên bé lớn với bé nhỏ em nó nghỉ sớm. Đứa học hết lớp 11 nó nghỉ, còn bé thứ hai thì học hết lớp 9. Hết lớp 9, ba đứa con đúng không? Bây giờ bé út là nhiêu tuổi rồi? Bé út 2 tuổi. Ồ, mới sinh hả? Sinh được 2 năm hả? Còn ông xã là làm công việc gì? Dạ, cũng đi làm phụ hồ này kia ở nhà. Làm mướn, ai thuê gì làm đó đúng không? Làm hồ thì bấp bênh, đôi khi thời tiết lúc nắng lúc mưa. Mình có nhà chưa? Ủa thế chứ lại. Hy vọng rằng là bé gái xem được cái video này, thấy mẹ của con lặn lội từ Bình Thuận vào Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó thì sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Còn tới giờ phút này mà con bị những đối tượng nào, hoặc đặc biệt là con làm cho các quán nào mà các chủ quán không cho con về, thì con hãy tìm đủ mọi cách để con liên hệ về số của đội hiệp sĩ của Thanh Hải 0913785858 để các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải có cách, có kế hoạch, có phương án để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Thật sự đây là câu chuyện rất là đáng làm tiếc cô chú anh chị ạ. Nên em rất mong rằng cái video này được cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là để cho bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn. Thứ hai là cũng như là cái thông điệp, cái truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, hãy quan tâm các con cũng như là tuyên truyền cho các con, cảnh báo các con về chơi mạng xã hội. Mạng xã hội nói chung thì trang mạng xã hội ngày càng hiện đại thì sự việc mà chiêu trò lừa đảo thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Nên mà phải khuyên con em mình, dạy dỗ con em mình tỉnh táo khi chơi mạng, và đặc biệt phải quan sát và nắm bắt được
những cái lối chơi mạng xã hội của các con em mình để tránh các con em bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Thì cái sự việc của chị hôm nay về đây thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, giúp đỡ gia đình mình nhà mình hoàn toàn miễn phí chị nhé. Sẽ cố gắng thứ nhất là đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội, thứ hai là lên đường đi tìm kiếm con em nhà mình, và dựa qua cái thông tin mà chị cũng như là hai em hôm qua chia sẻ cung cấp cho anh em nhé. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải, quay phim, ghi hình, đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì chị có đồng ý cho anh em đăng tải video này, câu chuyện của chị, hình ảnh của con chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con chị không? Dạ, em có. Chị đồng ý đúng không? Cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chúc chị cũng như là gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái của chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sớm tìm được bé thì đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Chị còn điều nào chị chia sẻ nào không? Không, em cảm ơn các anh hiệp sĩ đã giúp đỡ em tìm được. Là con nhà mình năm nay là đúng 16 tuổi hả? Những đối tượng nào hoặc là những ông chủ bà chủ quán nào hiện tại mà đang chứa chấp bé thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu không thả thì chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì bé là mới 16 tuổi, đang được xã hội gia đình bảo vệ. Thì rất mong, rất hy vọng rằng những ai đó, những chủ quán, bà chủ quán mà đang chứa chấp bé hoặc đang nhận bé làm thì xem được video này thì hãy đưa bé về, khuyên bé sớm quay trở về nhà. Thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn, thì em cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều. Cảm ơn, chân thành cảm ơn, và chúc cho tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin phép chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.